20 tuổi. Rồi rồi. Là em sinh năm 2000. 2001. Em Nhung thì 20 tuổi, đối với những người khác thì về cái tư tưởng, về cái suy nghĩ á, với lại về cử động á thì nó linh hoạt hơn. Mặc dù là thân hình vẫn bé lên 3 nhưng mà linh hoạt hơn. Còn đặc biệt là Nhung về thân hình, về tư tưởng và về cái cử chỉ thì vẫn y giống như là bé lên 3. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Tiền Giang để tìm về hoàn cảnh của một bé gái 20 tuổi mà cao chưa tới 1m. Và điều đặc biệt ở đây thì bé lại mất một cái chứng bệnh, coi như người ta ở dân ở đây người ta gọi là lưỡi tắc kè. Vậy thì thật sự về cô bé này như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Trời hôm nay mưa. Trời hôm nay mưa gió quá. Dạ được rồi cô. Cô bật đèn cho con sáng với. Dạ chào anh. Dạ. Hôm nay thì đến đây thì ngoài trời đang mưa to. Mưa to như thế này thì không thể về được luôn. Thì bão tới rồi. Đây nè, bé mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác anh chị nè. Anh chào em nha. 20 tuổi mà giống như là em bé lên 3. Cao chưa đầy 1m, lại ở trong một cái lồng của các em nhỏ như thế này. Hôm nay trời mưa tối quá nên là nữ là có một cái bóng đèn thiếu ánh sáng, Bùi Hồ phải trợ thêm bóng đèn. Cô có thể giới thiệu cho con biết về em được không? Cô ngồi đi cô. Nó thì nó cái tên họ là hả gì? Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Nó là Kim Nhung, năm nay nó sinh 2001, như mình tính 20 mà trong giấy nó 19 đấy coi. 19 tuổi. Nhưng mà trong giấy nó 20. Nhưng ngoài ngoài 20 nhưng mình xanh thì tính đó. Con của cô ruột hả? Gái Úc. Gái Úc của cô. Nhà cô mấy người? Ba người. Hằng nãy đi làm cũng mới về sáng nè. Rồi chủ nhật thì chạy về phụ với mẹ. Dạ. Thì có con nhỏ thứ hai thì nó nói thôi mẹ con mệt quá, thôi anh Tâm về phụ mẹ phụ đi. Rồi sáng mơ chứ là chỉnh sớm. Vậy là người lớn nhất là bao nhiêu tuổi con? 34. Dạ, bé này thì em này thì 19. Thằng đó thì 26. Dạ. À, cũng chưa lập gia đình nữa, tại vì hơi cha không còn ở nuôi em. Cái triệu chứng của em là cái lưỡi là cứ đưa ra suốt vậy hả con? Rồi suốt rồi. Vậy hả? Sưng phiều lên hả? Nó cũng vậy hoài mà nó ăn thì nó ngậm lại. Ăn là cháo bịch không à? Ăn cháo thôi. Rồi từ đó giờ coi như là ăn cháo với lại uống sữa. Dạ. Cái cháo ví dụ như nấu cũng khó lắm cô. Nó ăn cháo còn tôi coi như là người ta kêu mình nấu cháo cũng khó, nấu gì khi lận cận á. Ví dụ như ăn cháo bịch mà cô quậy mình không điệu ha, cái lận cận nó cũng ngậm hoài đó. Kêu quay qua cho con. Rồi mình nói rồi em hiểu hết không? Không, nhiều khi cũng như là 10 phần nó cũng 20 phần thôi. Dạ. Nhiều khi mình kêu xịt tay vẫn xịt vậy nè. Mình kêu Nhung ơi cái nó quay nó dòm. Tên Nhung hả cô? Tên Nhung. Như thế này thì đâu có được đi học gì. Tự học ăn ha, thức dậy là thức, không biết múc, không biết ăn. Cho nên là đi vệ sinh rồi mình tự xe chú xe nó đi luôn. Nó cũng có nhiều khi nó không dậy cho mình là mình quen. Cái mình nắm, nó nắm quần nó chặn nhặn rồi nè. Dạ. Cho nó đá chứ thì cũng đá quần vậy đó. Ừ. Nó đâu có biết cái gì. Nhưng mà về cái sinh lý của em là giống như một người con gái bình thường không? Không. Không hả? Ai cũng hỏi coi họ ví dụ như khoảng 19-20 lớn thì cũng có tuổi dậy thì mà nó không có. Không có hả? Không. Nó bình thường lắm. Rồi có người họ nói vậy cũng tốt. Tại vì nó như vậy rồi thì sạch sẽ. Không có gì. Ví dụ vậy thì cũng cực nó mà cực mình. Dạ. Ngộ quá ha. Con cũng quay được một cái hoàn cảnh ở Vĩnh Long thì cũng 19 tuổi nhưng mà cao cũng chưa tới 1m. Nhưng mà cái bé em kia thì cũng vậy thì giống như là một thiếu nữ bình thường luôn. Cái này không có. Dạ. Nó như là ví dụ như chơi ở ngoài chơi á, nhiều khi thả ra ngoài thì nó bò, kia là ở trong này thì vẫn tính được. Mà ở ngoài thì nó không có biết gì tự nó động không được. Ừ. Nó cái lưng nó thì bên cao thấp nữa. Ồ. Nó gỡ lên đó rồi đó, rồi sạch sẽ, nhiều khi lâu thả ra ngoài. Có đi được không cô? Không, nó đi trong này vòng vòng được. Đâu có để mà gặp nó có. Ngồi thì tự ngồi với nó nằm xuống. Tự nằm xuống, ngồi dậy được. Đi không được ha con ơi. Không có đi được á.
trên là phải mốt rồi đúng. Dạ thôi lạnh ấm em lên đi để không lạnh. Cái lưng ngộ á cô dở lắm. Cái lưng nè. Trời ơi. Nó lệch, không biết nó lệch hay là cái gì mà nó cột sống này giống như cột sống hả cô? Trời. Ô xương sống em ở đây mà. Nói cái này không biết cái gì nè, cũng như mình nhìn thì mình nói nó lệch qua bên thôi. Nhưng mà cũng không có đó giờ cũng không có khám. Cô có đi khám bác sĩ không? Cái hồi nhỏ nhỏ, ông còn khỏe, ông cháu nó đi khám hồi nhỏ. Rồi cái người ta nó bẩm sinh hả? Vô bệnh viện đó, rồi nó bẩm sinh, chứ người ta không nói trên. Cái thôi bẩm sinh rồi về, chứ người ta cũng có nói gì trên. Ba không nói bệnh gì luôn hả? Không. Nó nói bị cổng sinh thôi hả, chứ không có nói nữa. Lúc mà cô có em Nhung như thế này thì nó khó khăn cho mình lắm không cô? Thì cái dạng nó đúng ra là nó khó rồi đó. Rồi vì mà sáng cũng phải đâu có bỏ nhà được. Đâu có đi làm đâu, gần gần nữa thôi, chứ đi xa làm xa đi đâu cũng phải gửi. Vì khi có xe đạp có đi chợ cô bột, ông xe bỏ đi ngồi trước á chở theo. Vì khi ai rảnh cô gửi đi chợ, khi mà mần thì chút chạy vô. Mà cũng dễ, vậy ta cũng không có hốc la gì. Chỉ ăn cháo với uống nước thôi. Ăn cháo, bịch, rồi uống sữa. Hồi lúc trước cô mua sữa này kia nọ, rồi sau này có sữa bò rồi mới mua thôi đi. Ai cô nói mua sữa dinh dưỡng rồi đó, thôi cả này chắc cũng dinh dưỡng vậy. Mua sữa hộp đó với nó chị nó lãnh sữa bò dưỡng cho nó. Rồi nó về. Không nói gì được luôn. Hả? Chỉ biết gặn gặn kêu nè. Có một cái về, ví dụ như nó muốn uống nước á, cái nó thấy ly nước cái chỉ vậy nè. Vậy dạ. Thì nó làm vậy thôi, chứ nó cũng không có nói tiếng nào mà đó giờ cũng không có hết. Cái triệu chứng mà lần đầu tiên mà cô lúc mà khoảng mấy tháng thì cái lượng cô phát hiện cái lưỡi của em như vậy? Hồi mới sinh ra thì tại vì có người ta hụt chấm không? Dạ. Cái này nó cũng như nó lúa rồi. Mới sinh ra lúa vậy hả cô? Mới lúa ra cái ở đó xanh ở dưới ngoại á. Dạ. Ở dưới ngoại tại vì ở đó cũng mổ chứ không có xanh nữa. Cái gì nó ủa sao kỳ ta, cho có tháng rồi mà sao thấy không lớn mà cái lưỡi nó gì kỳ quá. Rồi con cũng không nghĩ tới, ủa sao mình canh mấy đứa kia bình thường quá mà chỗ này cũng kỳ quá. Rồi từ cái nó nhỏ rồi đó, cái con không có bình thường như cái mấy đứa kia. Dạ. Là lúc nhỏ thì mới sinh ra thì em uống sữa đâu bình thường không? Uống sữa khó cũng khó lắm, tại vì hồi nhỏ thì cứ uống sữa cho bình. Thời gian lâu thiệt lâu, cũng khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Thế cô nói thôi giờ ống hút uống đâu được. Dạ. Cô uống không được. Rồi tới uống ly. Ly thì cũng cái đầu mình ém nó vô thôi, cho nó uống cũng không có nhiều nữa. Rồi nó ăn cũng có đâu có được nhiều. Hồi nhỏ ăn nửa bạch cháo à. Còn bây giờ thì được bạch đây. Ngày ăn mấy cử cô? Ngày ăn 2 cử. Sáng nó cho uống sữa, thức dậy cái cô xúc miệng cho nó. Thu bằng chải cái kem đàng hoàng xúc miệng. Mà cũng không đó gì sao nghèo, nó không có thời gian nữa. Găng bình thường, găng em bé bình thường luôn hả? Không bình thường, nhưng mà sao nó kỳ lắm, nó đen mà nó bị xiết ăn trên. Đâu coi lấy cái gì mà nè nè. Thằng găng với nó ngộ, nó làm như nó có 2 đường hay gì. Giờ lên. Khó thấy quá. Không có thấy được, khó thấy quá. Mà cô phải mặc cái áo chồng vô cần cổ làm cái khăn hả? Thì chồng như vậy nè, nhiều khi nước miếng đó lâu lâu là nó bị thôi chứ không phải hoài. Rồi cái cô mua cái yếm chút xíu nè. Dạ. Cái mình nằm xuống rồi nó cho đây, có hai bên đây. Chứ đâu có phải cái áo cũng như cái áo hồi nhỏ. Chỉ nó mua hay mua đồ nhỏ nhỏ này nè, cái mặt cái chạch. Dạ. Nó chồng vô và nhiều khi nằm cái nước miếng ra đây thì cái yếm có chút cái này nè. Cái ai hỏi sao làm kỳ vậy? Thì người thấy vậy, bởi vì họ cũng làm nhiều lần rồi, cũng việc khăn cũng không được nữa. Khăn buộc vô thì nó hơi bứt ra, thì nó giục. Rồi mua cái yếm có chút chỗ này, nó nằm cái đây không, cái đầu nó nghiêng qua thì chảy ở đây, chảy miếng ở đây. Dạ. Lấy vậy cô chùm vậy đó. Em có một cái, cô cũng phát hiện em có một cái năng khiếu đặc biệt gì không? Ví dụ như không, cũng có một cái gì nè, ví dụ như mua chai dầu về hát là tự nhiên mở nút được á. Ví dụ như nó nằm đấy mà tại hồi cha còn sống á, cũng hay xích dầu cho nó. Dạ. Cái thấy ai cầm chai dầu cái dở bụng lên. Nhiều khi nó nằm đó, cái cô để ý là sao? Cái cô xích dầu có mùi, chỉ biết cái mùi thôi. Ngồi dở dở bụng ra. Thấy cái đèn rồi. 20 tuổi rồi rồi. Là em sinh năm 2000. 2001. 2001. Vậy coi như là hồi đó ổng mất là nó hình như 9 tuổi. Ổng năm nay mất 11 năm. Nhưng mà con nhận thấy lạ như thế này nè cô. Em Nhung thì 20 tuổi đối với những người khác thì về cái
cái tư tưởng, về cái suy nghĩ á, với lại về cử động á, thì nó linh hoạt hơn. Mặc dù là thân hình vẫn bé lên ba, nhưng mà linh hoạt hơn. Còn đặc biệt là Nhung về thân hình, về tư tưởng và về cái cử chỉ thì vẫn y giống như là bé lên ba. Thì ở nhà thì cô cũng vòng vòng đây, cô bán cũng vừa bỗng mất. Cô làm vườn ha? Làm vườn. À. Hồi trước là không thấy ha. Rồi mới, ổng mới mất ha. Cái mấy cái này mới đi làm tiền có nhiêu, hàng ngày mà có hai mấy ngàn ngày, hàng kia nhỏ mà kia 18 ngàn hả? Trình độ không có, mình công nhân mà. Cái cắt lúa, cái cô đem đậu tre mà ruộng á. À. Cái cắt lúa mướn. Rồi mình có cũng vậy, mình gửi được thì cô làm cái gì cô cũng làm hết trơn á. Cái sao từ từ cái chị nó, mẹ là tội nghiệp em mày ơi. Thôi đi mẹ ở nhà đi, con làm cũng dành dụm lo phụ chứ giờ. Không bỏ Nhung thì tội. À. Và lúc đó chứ tiền bạc đâu có, tiền phát hàng tháng đâu có. Bây có, giờ thì có, Nhung có trợ cấp. Mấy năm có trợ năm, cái năm mà ổng mất là bắt đầu hồi đó cứ nói trợ đội số hộ nghèo không hà. Rồi cái đằng này nó đâu có cấp. Rồi cái năm đó tự nhiên cái nó làm cho được cái số hộ nghèo. Cô, sao cô bây giờ có số hộ nghèo hả? Không có, hồi lúc đó. À lâu ha. Ừ, hồi cái hồi ổng mới mất đó, rồi làm được có năm cái đó rút lẫm tiêu. Chú thì mất bao lâu rồi? 11 năm rồi. À, chú bệnh hay sao cô hả? Thì đó cũng lùng mướn. Cho người ta rồi mới té, trên nóc nhà té xuống cái nó mới dập cái chốt bị sườn á. Rồi tại vì mình cũng nghĩ là ổng bị gây ung thư nữa. Cái bác sĩ hỏi hồi đó có té luôn mới có. Cứ dập cái chốt bình thường sao đó, tôi nghe cái gì đó rồi cứ động phổi ổng. Ung thư phổi luôn. Ung thư ra ung thư. Bởi ổng không hút thuốc mà không uống rượu mà tới chừng ổng chết ai cũng bị ung thư tức cái đó đó. Ổng hiền cái đó mà đó, nói chung là đây là nói cha mấy nhà này là ổng hiền. Rồi mỗi lần mà đòi cái gì là phải dặn lên chứ nói đâu có được đó. Hả? Vậy đó. Mà nó Nhung gọi là bé lên ba giống như là vậy luôn. Về cái hành vi không nói chuyện được luôn nè. Rồi, như... rồi đi đứng thì phải có vật để mà vừa dẫm ở đây nè. Có này thôi. Rồi là hai ba cái gì đó, ba dạ. Cái gì sập thư cái đi mua khác. Rồi ăn uống thì phải có người đút nè. À, đút cũng khó rồi, lắm, chứ không phải cả... mọi người mới đút. Dạ, vệ sinh thì cũng nhờ cô hết luôn. Cái gì cô cũng làm, nhiều khi cũng thấy cũng mình cũng nghĩ là chắc nó cũng không muốn. Mình nghĩ thôi giờ nếu mà như vậy mình cũng chấp nhận đi chứ. Rồi mấy năm đầu hồi đó lúc mà nó lớn lên á. Tự nhiên cái tâm tự nhiên lúc đó cô buồn cho lắm. Cô tự suy nghĩ, cô nói ủa sao con người ta vậy rồi con mình vậy. Rồi nhiều khi buồn không có đâu, mình nhìn như là không muốn nói chuyện với ai luôn á. Rồi về ngoại cũng không ẩm về luôn. Cái từ từ mình đi gặp người này người kia họ nói ừ giờ thôi giờ nói chứ nó cũng không có muốn mà chị cái số căn số chị phải chịu chứ. Đi đâu đi đầu này kia cái mấy người ta đi chùa đi núi đó. Cái người ta rủ người ta nói thôi giờ đi. Cậu đi còn nghiệp nha, ai cũng phái lắm. Tại vì nhớ này cười nè. Đi kêu phái đi Châu Đốc rồi đi Tây Ninh rồi là đi mà Châu Thới rồi đó. Dạ. Mà cái đi cái mấy người kia nói trời thấy tội nghiệp quá, thấy cưng tại nhìn thấy cười. Mà cái đi lần cái đường như cái con giờ con nghĩ bình thường không phải như hồi đó nữa, đi đâu ưa chở xe bỏ xe đạp đó. Lúc đó thì cô mặc cảm ha? Cũng mặc cảm, không cô có mặc cảm cũng một phần với hơn nữa ngoài xã hội con thấy là đâu phải như mọi người giống mọi người. Dạ. Các người họ cũng nghĩ ừ sao kỳ bà đó cũng sao mấy con vậy. Nhiều khi con người ta ngon lành người ta thấy mình vậy người ta cũng dòm hơi khó dòm. Thời gian đi đầu này kia rồi mấy bà kia mới nói thôi đi kệ nó đi thì mình kỹ sống vô tư đi chứ yeah. Cũng nếu mình đeo đẳng hoài thì mình nghĩ cũng hơi khó. Nhiều khi lâu lâu hồi lúc trước á mấy chị mấy anh nó làm chở rồi mấy người kia kêu ẩm lên chơi rồi cô nói thôi lên chở tội nghiệp mấy cái này. Thấy vậy rồi bạn bè họ nó mẹ đừng nghĩ vậy con chứ con không muốn nghĩ vậy nữa. Mình sợ hai chị em mặc cảm hả? Dạ hai chị em mặc cảm rồi nhưng mà nó nói mẹ đừng nói nếu mà lên chơi mẹ cứ lên. Con không có nghĩ vậy đừng mẹ ai sợ ai làm chứ em con hàng sáng đẹp. Ôi nhìn kìa nhìn kìa. Ôi ôi. Nhìn vô cái máy kìa. Nhìn thôi chứ nguyện gì lạ không cô? Cái lúc mang thai nó thì cô bị bệnh. Hả? Bệnh sốt. Ừ. Sốt cũng nhiều lắm. Ừ. Là trong quá trình mang thai cô sốt luôn hả? Đúng rồi, con bị sốt. Rồi cái này cũng đó là coi như sốt cũng nhiều à, đi bệnh viện luôn mà. Rồi... Lúc đó là mấy tháng cô? Lúc đó khoảng 5 tháng mấy à. Ờ. Rồi bắt đầu đi xuống dưới rồi chích thuốc. Rồi mấy người ta nó hỏi bác sĩ chứ ủa sao vậy rồi chích đại làm sao. Rồi bác sĩ nó thôi giờ cứu mẹ đi. Chứ giờ tới đâu rồi tới giờ mẹ bị sốt rồi phải chích thuốc đó.
rồi bắt đầu chích, rồi nó cũng hỏi thăm có sao không, mà cô bình thường không có trơn. Nó hỏi ví dụ như chích xong nó hỏi có ra huyết hay là có triệu chứng gì không đó, mà cô nó không có. Nhưng mà sau này đẻ ra này cái có triệu chứng này thì hồi xanh thì cũng bình thường có chân, nhưng cái lưỡi nó hơi hơi thôi, hơi lú thôi, rồi nó không lớn thôi chứ nó cũng không có cái gì mà đáng chăng. Dạ. Coi như nó đủ hết, nó đâu có thiếu gì. Bây giờ thì cô có mong muốn gì không cô? Thì bây giờ nói cô thì cô cũng muốn gì, ví dụ nó thì nó bị tật nguyền vậy, thì ví dụ như nhiều khi nó vậy có người còn tệ hơn. Dạ. Hay là hoặc là sao đó cũng biết thì vậy. Thì ví dụ như con tới đây thì ví dụ như tùy con cái gì chứ cho cô cũng có biết gì vậy. Mong nếu như mà vậy? Mong muốn trong cuộc sống cô thì cô sẽ mong muốn gì? Thì giờ ví dụ như cái đứa nó nhỏ thì cô mong muốn cho nó lớn lên nó bằng chị bằng em ta, nhưng mà cái đứa này giờ cô cũng không biết mong muốn điều gì nữa. Ví dụ như giờ chỉ là ví dụ như yêu cầu là cô mình có tiền hay là gì lo cho nó ăn uống đầy đủ, là cô cũng ăn uống đầy đủ thôi, rồi chứ cũng không có gì. Có một cái vậy nó ngộ ngang, ví dụ như ngủ nó vậy á, mà cô ngồi vậy là nó ư ngồi vậy. Dạ. Giấc trưa cũng vậy, nó giấc trưa là không bao giờ mà nó nằm bên võng đó, thì nằm chung võng đó. Ừ. Khi cô dậy cô đuổi gà hay làm gì là nó có hay liền á. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Cô bác quý anh chị, cái đoạn đường mà vô nhà của cô á thì cũng rất là vất vả. Mà cái đường đi cũng khó khăn dữ lắm. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mình ở đây thì nó dễ vậy đó. Dạ. Người khác lại không biết đường đi luôn á. Dạ đúng rồi, con mà cô không biết luôn nè. Con ở đâu? Con ở Đồng Tháp, biết được cái hoàn cảnh của Nhung như thế này. Ừ. Cũng thông cảm với cô. Con chúc cô với lại Nhung luôn có một cái sức khỏe tốt nha. Ừ. Đặc biệt là cô để mà thời gian tới còn chăm sóc cho bé Nhung nữa. Dạ, Nhung ơi. Nhung. Nhung, anh chào em nha. Anh thì chào em nha Nhung nha. Nhiều khi cũng chờ cảnh khỏe đang chăm sóc nó. Nhiều khi đang lên hơi mỏi gối này kia, trời ẩm nó thì đó đứng dậy được. Nó chờ phải